Có thể thấy, bức ảnh đầu tiên mà kính viễn vọng không gian James Webb gửi về thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì các nhà khoa học kỳ vọng. Một khung cảnh ngoạn mục về một ngôi sao lấp lánh màu cam được hội tụ với độ sắc nét đến mức vượt qua giới hạn của các định luật vật lý. Hình ảnh cho thấy 18 gương riêng biệt của kính thiên văn được căn chỉnh chính xác và hoạt động như một chiếc kính duy nhất. Bức ảnh chụp ngôi sao có tên là HIMARS-G17554026551277 nằm cách chúng ta khoảng 2.000 năm ánh sáng. Nó được chụp với một bộ lọc màu đỏ để tối đa hóa độ tương phản trực quan giữa ngôi sao và nền màu đen của không gian. Trong đó, hàng chục ngôi sao khác và các thiên hà xa xôi có thể được nhìn thấy ở hậu cảnh. Theo Lee Feibach, kỹ sư thuộc dự án kính viễn vọng không gian James Webb, nói với các phóng viên tại cuộc họp báo của NASA: "Bạn không chỉ nhìn thấy ngôi sao và các gai từ sự nhiễu xạ của ngôi sao, mà bạn còn thấy các ngôi sao khác trong trường hội tụ chặt chẽ, giống như chúng ta mong đợi, và tất cả các loại cấu trúc thú vị khác trong nền. Chúng tôi thực sự đã thực hiện phân tích rất chi tiết về những hình ảnh mà chúng tôi nhận được, và cho đến nay, những gì chúng tôi nhận thấy là hiệu suất thực sự rất tốt, nếu không muốn nói là tốt hơn dự đoán lạc quan nhất của chúng tôi." NASA cho biết, hình ảnh là kết quả của giai đoạn phân kỳ tốt của các căn chỉnh trong gương, trong đó mọi thông số quang học đều được kiểm tra để xác minh rằng kính thiên văn có thể thu thập thành công ánh sáng từ các vật thể ở xa. Kỹ sư Feibach đã đứng đầu dự án điều chỉnh 18 gương beryllium lục giác của kính viễn vọng không gian để chúng hoạt động như một gương gần như lục giác với đường kính 6,5m. Thiết kế cho phép hệ thống các gương có thể gập lại và nằm gọn bên trong ống dẫn tên lửa khi phóng, không giống như người tiền nhiệm là kính viễn vọng không gian Hubble, chỉ có một gương chính có chiều ngang khoảng 2,4m. Một trong những bức ảnh đầu tiên từ James Webb cho thấy 18 hình ảnh của một ngôi sao đơn lẻ trong mô hình lục giác, tức là những hình ảnh từ mỗi chiếc gương riêng biệt, sau đó đã được căn chỉnh để gần như hướng vào cùng một vị trí. Các tấm gương mở ra được điều chỉnh trong phạm vi tới nanomet, ghép lại thành một hình ảnh duy nhất có tiêu điểm sắc nét. Khi ánh sáng đi qua một thấu kính, nó sẽ tạo thành một hình ảnh trung tâm và sau đó là một vòng tròn gồm các vòng nhiễu xạ xung quanh nó, giống như mắt bò. Giới hạn nhiễu xạ dựa trên bức sóng, công suất thấu kính và khoảng cách từ vật thể bạn đang đo cho bạn biết hai vật thể hoặc đặc điểm có thể gần nhau như thế nào trước khi kính thiên văn có thấu kính hoàn hảo không thể phân biệt chúng nữa. Và bức ảnh thử nghiệm mới nhất đã cho thấy nó làm tốt hơn những gì Hubble có thể tạo ra. Theo Jane Rigby, nhà khoa học dự án hoạt động của James Webb tại Trung tâm Bay Vũ trụ Ga Đất của NASA cho biết, những hình ảnh kỹ thuật mà chúng ta thấy ngày nay sắc nét như những hình ảnh mà Hubble có thể chụp, nhưng ở bức sóng ánh sáng hoàn toàn không thể nhìn thấy được đối với Hubble. Vì vậy, điều này đang làm cho vũ trụ vô hình thu vào một tiêu điểm rất, rất sắc nét. Giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ là tinh chỉnh sự liên kết và đưa một số thiết bị của kính viễn vọng không gian lên mạng, theo tuyên bố của NASA. Chúng bao gồm máy quang phổ hồng ngoại gần, sẽ kiểm tra quang phổ ánh sáng từ các vật thể ở xa để tìm hiểu thêm về các đặc tính vật lý của chúng, chẳng hạn như nhiệt độ và thành phần hóa học của chúng. Tiếp đến là dụng cụ hồng ngoại tầm trung, vừa là máy ảnh vừa là máy quang phổ, ghi lại hình ảnh ở các bước sóng mà mắt thường không thể nhìn thấy. Và cuối cùng là máy chụp ảnh hồng ngoại gần và máy đo quang phổ không có khe, một công cụ rất chính xác sẽ tìm kiếm và khảo sát các hành tinh ngoài hệ mặt trời. Giai đoạn tiếp nữa sẽ là điều chỉnh bất kỳ lỗi định vị nào còn sót lại trong các phân đoạn phản chiếu. Các nhà khoa học cho biết họ đang trên đà hoàn thành công việc trên toàn bộ hệ thống quang học của kính thiên văn, sau đó sẽ là 2 tháng chuẩn bị thiết bị nữa. Kính viễn vọng không gian có thể bắt đầu chụp những hình ảnh và dữ liệu khoa học có độ phân giải cao đầu tiên vào mùa hè. Với trị giá 10 tỷ USD, kính viễn vọng không gian James Webb là sự hợp tác giữa NASA, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và Cơ quan Vũ trụ Canada. Nó được đặt theo tên của cựu quản trị viên NASA Rem E. Webb, người đã lãnh đạo cơ quan này trong thời kỳ Mercury, Gemini và phần lớn các chương trình không gian của Apollo. Kính viễn vọng không gian được phóng vào ngày 25 tháng 12 năm 2021, sau nhiều năm trì hoãn kỹ thuật vào cuối tháng 1 năm nay. Nó đã đến điểm Lagrange L2 của hệ mặt trời trái đất, cách khoảng 1,5 triệu km, nơi trọng lực cân bằng lực ly tâm. Cụ thể,
Điểm Lagrange là điểm mà tại đó lực hấp dẫn tổng hợp của hai vật thể lớn, ví dụ trái đất và mặt trời, hoặc trái đất và mặt trăng, bằng với lực ly tâm chịu bởi một vật thứ ba nhỏ hơn nhiều. Tương tác của các lực tạo ra một điểm cân bằng, tại đó phi thuyền vũ trụ có thể neo đậu để tiến hành các quan sát. Những điểm này được đặt theo tên Joseph Louis Lagrange, nhà toán học thế kỷ 18 đã viết về chúng trong một bài báo năm 1772 nói về cái ông gọi là bài toán ba vật. Chúng được gọi là các điểm Lagrange và các điểm bập bềnh. Các nhà khoa học kỳ vọng rằng kính viễn vọng không gian James Webb sẽ có thể chụp được những hình ảnh của các vật thể ở xa gấp 100 lần so với kính viễn vọng không gian Hubble có thể chụp được, và nó sẽ tồn tại từ 10 đến 20 năm tới khi các động cơ đẩy giữ cho kính thiên văn ở đúng vị trí cạn kiệt nhiên liệu. Sau đây, kính mời các bạn cùng chiêm ngưỡng bức ảnh siêu sắc nét đầu tiên đã đẩy giới hạn của định luật vật lý mà kính viễn vọng không gian James Webb có thể làm được.